Ok, và xin chào tất cả anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 nha anh em. Rồi, như mình đã nói rồi, có ấn tượng long trong tay là hốt ngay top 1. Và cái sách chọn ấn đầu tiên thì mình đã có được gọi là ấn tượng long rồi anh em ạ. Để xem trận này có được top 1 hay không. Và mình cũng sẽ thực hiện luôn cái ý tưởng của một bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình. Đó chính là làm về Soraka 3 sao, nhây cho team bạn khi nào mà đầu hàng thì thôi. Ý tưởng này tôi thấy là rất là khắm. Chơi mà chơi nhây cho team bạn khi nào mà chán này đầu hàng thì thôi à. Được đấy, hay này, tôi rất thích những cái ý tưởng nó bá đạo như thế. Loại gì đây? Rồi, hàng chờ Pandora. Nghe bảo là cái hàng chờ này thì nó sẽ giúp cho anh em có được hai vị tướng gọi là 3 sao cùng một trận, nếu như mà anh em cho tướng 3 sao cùng cấp độ vào cái hàng chờ này. Tôi sẽ lấy luôn luôn đi anh em ơi. Nhưng mà cảm giác khi mà anh em chơi Thượng Long ấy, nó đã bị cấn là một phần rồi. Mà cái hàng chờ Pandora này thì nó lại đổ lại tướng của mình nữa. Cho nên là có vẻ như không giòn lắm. Nhưng chơi liều đi, biết đâu mình lại được hai vị tướng 5 tiền 3 sao cùng cùng ấy cùng một trận thì sao? Kiểu như là mình chơi liều luôn, hai con Soraka 3 sao cùng một trận. Kiểu mình có một con Soraka rồi ấy, là mình chơi thêm một con nữa. Kiểu như là Zoe hay là gì đấy cho vào cái hàng chờ này. Biết đâu lại ra được thêm con Soraka nữa thì sao phải không nào? Đúng kiểu kỷ lục luôn nhá. Onikasa. Onikasa này thì chơi Ngọc Long kết hợp với hóa hình à. Kiểu thêm một chút xạ thị ân. Khá là mạnh. Trời ơi, đội hình trâu thế. Tại là mình thua hơi nhiều đó, mất hơi nhiều máu đó. Hơi đau đít nha, hơi đau đít nha. 54 máu rồi. 49 tiền thì mình không bán đi được. Đấy, đổi lại ra phát con Nidalee 2 luôn này. Tận dụng cái đổi lại này thì chúng ta cũng hạn chế roll tí. Ba thằng. Ok, như này đi. Đổi lại hộp Pandora này cho mấy cái con như là Nidalee 3 trước đi. Hoặc là Scanner 3 trước. Chúng ta nên rút ngắn cái slot đi. Chơi Thượng Long thì tôi biết cảm giác của anh em mà. Ghét nhất là cái cảm giác mà bị cấn phải không nào? Cần khó chịu lắm. Ui rồi ôi nhỏ nhưng có võ và đạn nóng. Bạn này thì chơi pháo thủ kết hợp với đấu sĩ thì thôi. Rất bá. Kiểu cái này 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 anh em ạ. Kiểu thiện xạ liên hoàn đấy. Đòn đánh của pháo thủ thì sẽ nảy thêm một viên đạn gây thêm sát thương. Khá là đau. Đấy anh em thấy không? Thứ này vẫn thua à? Thua gì mà thua hoài luôn. Không sao anh em ơi, mình đang lắp cái ấn tượng long rồi cho Ezreal cho nó tăng thêm sức mạnh phép thuật lên, nhưng mà vẫn bị đấm sấp mặt. Anh em trận này chơi căng phết đấy. Đi chợ nào. Có thử vàng nè. Có thử vàng, có thử vàng, có thử vàng, thì vàng, thì vàng. Xin. Vậy là chúng ta sẽ có thêm được một slot nhờ cái vương miện chiến thuật. Ngon lành canh đào. Cảm giác mà có thêm một slot đánh tự tin hơn hẳn đúng không? Tự tin khoe cá tính liền. Giờ thì xem mình cho gì vào đây. 6 thượng long à. Này mình sẽ lắp cho scanner. Cho vào. 6 thượng long thì chúng ta sẽ có cái phần quà là xịn hơn. Đấy. Kama này. Công việc còn lại của chúng ta thì ô rô nó cũng nhân nhiều mấy cái con này nó nhăn nhản ra này anh em này. Đấy. Static 2 luôn. Úi trời ơi. Vậy thì lắc lắc anh em mình một phát là lên luôn cả cả Nidalee 3 với cả hoặc là Vladimir 3 cũng cũng có thể đấy. Tỷ lệ đã có. Kiểu anh em đổi lại ra phát hai con Vla xem. Lên luôn Vla 3. Được phết nhờ.
Trời ơi, để Vân bắn cho. Vân bắn cái gì đây? Mạnh nhờ. Ui, đau phết đấy. Ok, 5 trận thua liên tục rồi. Chúng ta chỉ còn lại có 36 máu thôi. Hôm nay mình sẽ phải hành động thêm một tí. Không gian thượng long nào nhờ. Lạ thật. Skarner với cả Nami. Mình sẽ cho con này vào đây. Hoặc là Hammer, Hammer có pháp sư này cũng được. Cho con Nami sang bên này cái. Ezreal 2 thì cũng gọi là ép máu luôn. Ui rồi ôi. Bakasa vị sô cô la. Ông này cũng chơi pháo thủ. Ui rồi ôi, nhiều anh em spam pháo thủ đấu sĩ nhiều vãi nồi. Kiểu đội hình vừa mạnh này, còn có con cóc ở châu vãi. Thôi xong rồi. Lượng máu của chúng ta đã đạt đến mức SOS rồi. Cay nha, cay nha. Cứ một cái sờ này nha, nhắm mắt tôi nha. Rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng có được một con Skarner 2 sao. Ezreal 2 này, ok. Illaoi à? Ừ, còn Illaoi nữa. Dezai. Nidalee này. Rồi xong rồi, nghịch ngu rồi đó. Giờ thì virus này thì nhét ở đâu đây? Hết chỗ bắt virus rồi anh em ơi. Cái này khó rồi. Đổi lại cho mình con Scanner 2 đi nào. Hộp Panera ơi. Lại có Vladimir, lại thêm một lần cần nữa rồi. Nami 2 Vladimir. Úi dồi ơi. Toàn rồi anh em ơi. Toàn thật rồi. Xem nào Virus. Này vào đây đi. Nidalee. Ui rồi, ôi đổi lại ba con kia của mình rồi. Mình sẽ ưu tiên con nào lên 3 sao sớm hơn tí nào. Vladimir còn một con. Khổ thế nhở. À. Và ba con này của mình đổi lại thành con gì đây? Trời ơi. Mọi người ơi, mình thất bại rồi. Mạ vàng thượng long thế này là cút thôi. Chết dở. Lõi gì nhanh nhanh thế nào. Thôi đi bảo hộ tiên tộc luôn đi. Lên tốc độ đi. Ô, gì sai sai nhở. Virus này. Đây. Tạm biệt Ezreal đi. Ezreal chiếm hết chỗ của mình rồi. Rồi. Nghe hồi nãy mà có thêm thời gian chút nữa là chúng ta giải quyết được rất là nhiều vấn đề luôn. Đây này, vào đây. Cuồng đao này. À, khả năng mình sẽ lắp một cái cung xanh luôn đi anh em ơi, hết hết thời gian rồi. À, này vào đây. Ấn Thượng Long thì chưa biết lắp cho con nào đây này. Ui rồi ơi, lại còn bỏ nhầm ra nữa. Ai thôi xong rồi, cụ đi rồi. Tạm biệt Gomisa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Vậy là top 8 rồi đúng không? Cho em một cơ hội đi mà. Anh gì ơi, anh Atco. Atco ơi, tha cho em đi. Sở quên ba thế này thì đâu ơi. Mình bỏ nhầm mẹ con virus ra chứ. Đúng là một pha xử lý đi vào lòng đất luôn. Đừng. Ừ, vẫn còn 4 máu. Thất bại thật rồi đấy. Cho này vào đây. Tập trung cao độ nào. Giờ mình sẽ sử dụng 900% công lực của mình luôn nha anh em nhá. Đau đít lắm rồi.
4 máu rồi. Nidalee. Nidalee còn 2 con. Ok. Xem nào. Ấn Thượng Long chưa đắp cho con nào. Lạ thật. Mà Nami thì chúng ta cũng lên 3 sao rồi mà nhở. Giữ lại làm gì ở đâu. Nami 3 này. Vladimir cũng 3 rồi à. Ok. Ui dồi ôi, anh em đấm đau thế. May là trận này chúng ta win được này. Trận này thua là cút luôn á. Bán ngay. Khó thật. Trời đất ơi. Sao nãy mình không bán luôn thằng Vla ta. Giờ có được con Shizuka này rồi. Cơ mà nó vào mẹ hàng chờ rồi. Và hàng chờ này là nó lại đổ lại à. Đúng đổ lại ở tôi nha. Đừng nha. Sắp đi bụi đến nơi rồi đứng đổ lại nha. Xin đây. Đừng mà Hasegi. Ok. Chúng ta có Hasegi. Trời ơi. Khá là nhiều những cái pha xử lý đi vào lòng đất rồi. Khổ thật. Yasuo vào đây đi. Ở cho nó múa tí. Mình sẽ lắp cung xanh luôn đi. Hết rồi anh em ạ. Giờ chúng ta cũng không còn cái gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bảo hộ tên tộc thôi. Cho nên là anh em mình cần gì cái áo choàng thủy ngân nữa. Nhưng mà mình đặt niềm tin vào con virus này. Gánh team đi mà nào bro ơi. Quá nhiều sai sót cùng trong một trận đấu. Khóa lại đây. Mà khóa lại thì cũng không được gì. Thôi để lại đi. Mở lại đi. Chút nữa gì anh em mình roll 5 phát thì kiểu gì nó cũng ra thằng Scanner mà đúng không? Bỏ ra đi. Bán thằng này cho nó nhiều tiền. Ra thêm một con Scanner nữa còn được. Rồi xong mà nhức nhức cái đầu rồi đó. Nhức cái đầu đó anh em ơi. Lesinunu Ilawi. Nghe có Ấn Thượng Long này mà không được top 1 thì thôi. Anh em mắng chết. Anh em mắng tôi luôn. Ném gạch cho gọi là đủ gạch xây nhà luôn. Rồi xong gặp cái bạn bậc cờ sờ vị sô-cô-la này. Level 7 có 9 người đấy anh em ạ. Đấy. Có cái vương miện ác quả. Thêm 2 slot. Và trừ máu gấp đôi. Ừ may tôi có cái vút rồng rồi đỡ được phần nào. Cố lên nào anh em ơi. Giờ lên. Không thể nào mắc được sai sót nữa nha. Không được mắc sai sót một chút nào nữa. Giờ mà anh em mình chỉ cần sơ suất một chút thôi ấy. Là cút luôn. Tôi cần quyết kiếm được không. Cuồng đao. Đây là cái này cũng được này. Đỡ phải roll nhiều. Đây như ly 3 này. Vậy đó chúng ta cần quyết kiếm anh em ạ. Thì nó mới có khả năng hồi phục. Chúng ta còn thiếu một Scanner và một Illaoi nữa thôi. Còn Ấn Thượng Long này thì chúng ta ném cho Yasuo nhé. Nghe lại còn con Shizuka mà đổ lại của mình. Trời ơi bích dậy là không có lấy cái hộp Panra này rồi. Nhưng mà tôi muốn gọi là làm thử siêu phẩm ấy. Siêu phẩm ở đây là gì? Muốn làm những cái vị tướng cùng 5 tiền 3 sao luôn. Tại vì chỉ có cái hộp Panora này hoặc là cái cặp đôi hoàn cảnh thì mới có thể làm được thôi anh em ạ. Khó lắm đây. Cho này đổi lại phát xem nào.
Này búp đại. Phong kiếm. Không ra nhỉ. Chúng ta không may mắn. Nhưng mà mình nghĩ là để Vân bắn cho, chúng ta sẽ hất tung con COU. Tập trung cao độ nào. Bao nhiêu công lực là dồn hết vào cái trận đấu này luôn này. Chuyển sang bên này. Một tụ bão thôi cũng được rồi, không tham. Liệu rằng nghe mình từ đáy bảng xếp hạng có lên đỉnh cao được hay không đây. Đúng là gặp để Vân bánh cho luôn. Hất tung thành công COU. Một thành công nho nhỏ. Vân thì cũng có tuyển nhân sự. Đồ của COU đúng là carry ngon luôn. Ok. Chúng ta level 7 nhưng cũng có 8 người. Nhờ cái vương miện chiến thuật. Nhưng đổi lại thì trang bị của chúng ta sẽ bị thua thiệt hơn. 4 trận thắng liên tục rồi. Rồi bây giờ ra mấy thằng này làm gì. Cái thằng Illaoi với cái thằng Scanner đỡ phần roll xem nào. Đây. Ok rồi. Virus lên. Giờ thì mình sẽ kẹp thêm một con Red. Red kéo bắt nào. Chúng ta gặp Otako hoặc là VTC, không thì Hữu Phước TV. Để lại đi. Ai không? Gặp ai đây? Ồ, may quá. Hất tung thành chính xác luôn này. Ngon này. Anh em chơi thì chúng ta luôn luôn gọi là định hướng ở trong đầu là chúng ta sẽ gặp ai. Đấy. Nếu như mà chúng ta may mắn thì sẽ gặp thôi. Tại vì anh em sẽ gọi là sử dụng cái phương án loại trừ đi. Căn bản là chúng ta có những cái dấu X kìa, cái kiếm ấy, là một trong ba người đấy thôi. Cho này vào có bang hội cũng ngon này. Bây giờ thì anh em chuẩn bị hưởng thụ thôi. 5 lần đô là sẽ có ra số 2, giờ tích tiền nhá. Giờ không chơi dại nữa đâu. Không chơi dại nữa. VTC, Onisa hay là gì đây? Gặp không? Ôi trời ơi, không gặp rồi. Chúng ta gặp Onikasa với con Aosin kết hợp với Lôi Long. Khá cháy. Nhưng mà cái đặc tính của Lôi Long là làm choáng, nhưng mà chúng ta lại có cái bảo hộ tiên tộc rồi. Bảo hộ tiên tộc. Atsuki. Nice. Nhưng mà bạn này cấp 9 rồi đấy, cẩn thận. Lên được Aosin 2 là mệt lắm á. Mệt lung á. Yeah, trận này đỡ phải top 8 rồi anh em ơi. Phê loài. Hên vãi. Xử lý như cái cục cức chó mà top 7. Ui, Shizuka. Shizuka. Đây, Shizuka của anh em đây. Rồi là mình bán thằng Yasuo đi là có 5 xình. Thì mới có được cái ấn Thượng Long cho Shizuka. Trước tiên là anh em mình phải lên thằng Shizuka 2 sao trước. Để nó búp máu đã nhá. Búp máu cho mình lên tầm khoảng 15 máu đi. 15 máu là đội hình của chúng ta nó cũng không yếu quá. Là cũng không đi được ngay được đâu. Đây cho mày ra đi. Shizuka đam luôn cũng được. Không cần thiết. 25 tiền. Này chạy đi đâu. Ok chưa. Shizuka 2 sao. Cho này tiết kiệm tiền thôi. Thế nào gặp ai. Ui. Để đây được rồi. Không kịp. Hiệu Phước à. Hiệu Phước ấp trứng đẻ rồi à. Trứng nở rồi. Ra cái giáp lửa xịn. Với cả cái trang bị của On. Vũ điêu tử thần. À vũ khúc tử thần. Nhìn qua thì cũng kinh đấy. Lên. Chúng ta hồi lại được 7 máu hơn anh em này.
Úi giời ơi, anh em trận này đánh căng quá. Tôi chuẩn bị vào top. Giờ là chúng ta chỉ cần trụ được một cái round này thôi ấy, là anh em mình lên luôn, lên top luôn, lên top 1 luôn. Thì tại vì chúng ta đánh cái bãi sứ giả thì có được thêm tiền và nó sẽ giúp cho mình lên được con Soracabasa một cách dễ dàng hơn. 1-2-3, 1-2-3, nhìn qua thì ba ông để cái con carry ở ô 3 như thế này. Gặp rồi, gặp PTC hảo muôn rồi, hả múm. Hất tung thành công Cocky. Bạn này đang chơi cái đội hình hot meta đây. Có nhỏ nhưng có vợ. Ok, lên 10 máu. Cố lên nào. Ui rồi tình hình khá là căng. Nice. Rồi xong rồi. Bây giờ là cái top 1 nó ở trong cái tay mình rồi đó anh em ạ. À, nó ở trong cái tay của mình rồi. Soraka. Soraka cầm cái chén sức mạnh thì cũng được. Nhưng mà mình muốn ép cái ấn Thượng Long ra. Nhưng mà không có đủ ba đồ anh em ạ. À, thôi thì anh em mình gọi là sử dụng 500 ma thuật cũng được. Dạ. Nó châm ma thuật cho nó ấy đi. Nó bắn ra đi. Rồi, Illaoi gì đây? Không có sao chép tướng rồi. 12 tiền. Một round. Nhờ gọi là chuỗi thắng nữa. Úi giời ơi. Một con nữa thôi. Đây, cho này vào. Ồ, có gì đó sai sai, chết rồi, mình... Nhanh. Đây, đây, đây. Rồi, không bay ra rồi. Vận may chúng ta có vẻ như là nó không bay ra cái... ấn đấy. Ấn Thượng Long. Tôi thì không sao. Shizuka 3 sao là top 1 là cái chắc. Mình sẽ cho con Soraka của chúng ta Pake kia nó đổi lại xem là con gì. Rồi xong rồi lên luôn, lên top 1 luôn. Nice. Giờ là mình sẽ chơi lầy. Chơi lầy luôn. Đến khi nào mấy ông này gọi là đến gọi là hết tiền net luôn. Kiểu như anh em chơi net đúng không? Kiểu đến 5 4 3 2 1. Đấy, ông tắt máy. Đã có những cú binh đến từ vị trí của VTC rồi. Con gì đây? Bot. Ok, chúng ta sẽ hút đồ của Sorakara nhá. Đến lúc rồi. Ô, bắt xuất hiện là cho mình một đốt nhạc à? Đốt nhạc từ đâu đấy này? Này, lắp trên sức mạnh đưa đi. Mà cũng không cần lắm. Ấn Thượng Long. Giờ anh em mình cứ thua thoải mái. Là tầm khoảng 20 máu đi. Chơi luôn, chơi Soraka vào luôn. Giờ tôi làm cố gắng làm hai con tướng 5 tiền 3 sao này. Cùng giống nhau cơ. Chứ gọi là bây giờ Soraka 3 sao ấy, top 1 thì quá là easy rồi. Thật với anh em luôn. Có ấn Thượng Long anh em chơi. Chơi kiểu chất lợi. Chơi chơi đấy. Thế nào? Nhìn qua thì cũng không mạnh lắm. Không mạnh. Để xem là ông kia VTC đấy có lên được ấy hay không. Lên được con ấy Cocky với cả Sona hay không. Nốt nhạc của ông nào cũng phải của mình nhỉ. Nốt nhạc của ông nào lại bay qua đây nhỉ. Bạn nào mà đang xem đến đây rồi thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Đấy chưa, tôi phải đặt cái tên như thế này thì anh em mới gọi là không xem chùa được. Đừng có xem chùa nữa. Anh em mình xem like nhẹ cho mình cái đây. Nhớ là comment những cái ý tưởng, những cái đội hình bá đạo mà anh em yêu thích để mình có thể làm cho anh em xem nhá. Đọc comment toàn thấy xem chùa. Chán.
Chán muốn đập máy luôn. Anh em comment là mình trả lời hết, mình đọc hết comment của anh em luôn. Em có câu hỏi gì hay là gì đấy thì cứ comment mình sẽ trả lời hết. Rồi. 63 và 65, bạn kia có nhỏ nhưng có vỡ. Đấy gì đây ta? Shizuka luôn nhá. Ok. Tôi lấy về, thực chất là tôi lấy con khác cũng được. Bây giờ mình lấy 3 đồ cho nó bắn cái ấn thượng long ra thôi. À, nốt nhạc của tôi. Ôi, thằng nào cũng ném nốt nhạc đây, trêu mình nhở. Cóc ký bật dao rồi, có lên mặt ơi. Hết tiền nét đừng trách tôi nha. Chơi nó hết tiền nét thôi. Nọ tôi với ông kia chơi một trận đấu mà nó câu kéo đến tầm khoảng cả tiếng rưỡi luôn anh em ạ. Chơi gì mà chơi đến tiếng rưỡi luôn. Riot Game không cho chơi nữa. Chơi phá đảo game, chơi sập game luôn. Anh nào chưa xem trận đấy thì phải xem ngay. Siêu phẩm có 102 đấy. Rồi. Cóc kia 3 nhìn thì cũng căng. Mạnh lắm. Cóc kia 3 thì mình không có con Soraka 3 sao là mình không dám gái bẩn như thế đâu. Bắn cho vê mồm luôn á. Thì 45 máu à, chưa sợ. Xem mấy con bát. Ui sao nhiều thế. Nhiều bát thế. Rồi. Mình cứ bị lừa cái nốt nhạc này nhở. Mỗi lần đánh xong một nốt nhạc nó lại ra trước mình. Nhìn sang bên này xem sao. Lại Sonava rồi, nhân phẩm căng đây. Ông này hên đây. Mà khá là nhỏ cho bạn khi mà mình lại có được con Shizuka 3. Rồi anh em mình đánh thoải mái. Tôi sẽ cố gắng tích lên tầm khoảng nhiều tiền chút cho nó. Roll cho đỡ phải tiết kiệm. Nhờ. Bây giờ anh em mình roll tiết kiệm quá. Nó hơi tốn thời gian để lên 2 tướng 5 tiền 3 sao sớm. 24 máu ok, vậy chúng ta sẽ hồi lại được 99 máu nếu như mà cho Soraka vào trận đấu tiếp theo. Áo choàng bóng tối. Đây là một trang bị giúp cho Soraka của chúng ta chắc chắn được giải kỹ năng. Bây giờ là chắc chắn 100% được giải kỹ năng luôn. Kiểu bị sốc đam như nào thì cũng bị tàn hình, được tàn hình mà. Trong cái đấy thì chúng ta lại còn có bảo hộ tiên tộc nữa. Bảo hộ tiên tộc thì loại bỏ toàn bộ những hiệu ứng khống chế. Thoải mái, bát thì tôi cầm hết bát đi rồi. Sợ gì nữa à? Nhờ. Không có sao chép tướng nhờ. Rồi đến lúc hành động. Đây, một con nữa thôi mà nó phiền mình roll 5 phát. Đây anh em ạ, mình sẽ ép cái ấn thượng long ra nhé. Nhờ bằng cái cách này. Đấy. Chúng ta sẽ phải cho Soraka 3 vào. Cho này ra thì không ông ngợp ấy. Ông ngợp tôi buồn lắm. Đây. Bát mình cầm 3 đồ nữa chứ. Chúng ta có thể thêm một tướng 5 tiền 3 sao nữa thôi. Cho này vào đây đi. Lý 19 máu. Nào chán nói tôi nha, chán tự giác đầu hàng nha. Tôi cho tốn tiền nét đó. Giờ thì đến lúc anh em mình cầu nguyện thôi, xem là có ra thằng Soraka 3 nữa hay không đây. Nhờ. Ra thằng Soraka 3 nữa thì thôi, đúng là siêu phẩm. Ủa, Cocky 3 với Sona 3 kinh quá. Shizuka. Không phải rồi, chúng ta lại gặp con Pai. Pai à? Pai thì đâu cần. Này đi. Này ra. Cho Pai ấn thượng long. Nhưng mà tôi đang có Pai 3 nhỉ. Thôi cứ kệ đi.
thích anh em mình có thể đổi tướng mà, chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Ra phát thằng Shizuka bài cho hôm nay ngợp luôn. Trời ơi, đội hình hôm nay hot meta đấy, cũng đang cấp 8 năm à 40 tiền rồi. Mà roam được hai con kia 3 sao thì tôi thấy là cũng rất là may mắn này, nhân phẩm đỉnh cao hết. Không phải là Shizuka mà là chúng ta lại ra Yasuo. Yasuo. Thôi giờ cứ đợi thôi. Sợ ông này đầu hàng sớm ấy chứ nhở, sợ đầu hàng sớm bị chán trêu cho khóc luôn. Từ từ úi giời ơi. Gọi là nguyên sàn thì chúng ta cũng mất tầm khoảng 25 máu. Ok đi chợ nào. Lại là Shizuka, lắm Shizuka thế. Tôi lấy Shizuka này cũng được, tôi lấy cái này đi. Ok. Zoe à? Vẫn là Pai ạ. Tại sao ra lắm thằng Pai này thế? 28, ok, chúng ta sẽ cho vào để hồi máu lại. Này thì lắp cho con nào chỉ được. Để dành 3 đồ đi. Chuẩn bị chúng ta sẽ có thêm được một vị tướng 5 tiền 3 sao. Thì anh em mình sẽ... Gì đã đầu hàng rồi à? Chán rồi, ok, cảm ơn anh rất là nhiều vì đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.